Hello, xin chào mừng bà con đã quay trở lại kênh Đà Phạm anh nhé. Mình là Đà Phạm đây. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2020. Mình sẽ Đà Phạm chúc mọi người một ngày mới gặp nhiều điều may mắn nha, công việc gặp nhiều thuận lợi nhé. Hôm nay mình sẽ quay trở lại quay giá cả cà phê giá tiêu hôm nay cho bà con tham khảo nha. Mong bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh Đà Phạm mình để mình ra những video giá cả mới nhất và hay nhất cho bà con xem nhé. Mong mọi người nếu ai lần đầu tiên xem hoặc chưa đăng ký ủng hộ mình thì xin hãy nhấn nút like, nút share và nút đăng ký, đặc biệt là những nút chuông mới nhé để xem những video mới nhất hàng ngày của mình ha. Mình rất là cảm ơn nha. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá cà phê tại hai sàn London và New York, và sau đó mình sẽ phát bảng giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và nhà tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo nha. Từ đưa rồi đến mua bán nha. Xin chào tất cả bà con. Đây là bảng giá cà phê sàn London Cafe Robusta chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2020. Sàn London nó quay đầu tăng khá mạnh mọi người nha. Cụ thể lịch hàng trong ngày tháng 9 thì tăng lên 30 đô lên 1.470 USD trên tấn. Kỳ hàng giá tháng 11 thì dương lên 18 đô lên 1.396 USD trên tấn. Kỳ hàng giá tháng 1 năm 2021 thì dương 17 đô. Kỳ hàng giá tháng 3 năm 2021 thì dương 17 đô mọi người nha. Cùng đà tăng với sàn London thì chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 tại sàn New York, sàn cà phê Arabica cũng tăng khá mạnh mọi người nha. Cụ thể là kỳ hàng giao ngày tháng 9 thì tăng lên 3,75 cent lên 119.3 cent trên pound. Kỳ hàng giá tháng 12 thì dương 3,60 sen lên 121.05 sen trên pound. Kỳ hàng giá tháng 3 năm 2021 thì dương 3,45 sen. Kỳ hàng giá tháng 5 năm 2021 thì dương 3,45 sen mọi người nha. Vậy là hôm nay chốt phiên giao dịch tại hai sàn London và New York đều tăng khá mạnh. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử là mua lên bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phát bảng giá tiếp tại các tỉnh cho bà con tham khảo tiện đường ra để mua bán nha. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2020.